Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Trung Hậu trước khi trời sáng. Vài phút sau, 4 giờ sáng, ống nghe máy PRC-25 của hắn rột rẹt tiếng của Lê B rất rõ. 202-504, 202-504, nghe rõ sang sông. Thằng Dũng ngồi bật dậy vặn máy vô tuyến qua băng tầng bí mật bóp ống nghe và trả lời rõ rệt. 504-202, được Hồng Hà gặp 504. Tiếng Lê Bê nhanh nhẹn, Hồng Hà là danh hiệu truyền tin của Trần Huấn, trung sĩ nhất quyền trung đội trưởng trung đội 2, đại đội 92 nhảy dù. 504, chính nút là ám số của Tường Vi, người anh cả của đơn vị. Trần Huấn kéo nón bông xô xuống khỏi đầu, nói khẽ bằng môi và hơi thở, kêu tất cả dậy chuẩn bị solo, trước khi với tay nhận ống nghe. Thằng Dũng trường lên miệng hầm chỉ huy trung đội, lăn người qua hố cá nhân của binh Nhất Ninh. Mày nói với anh Quang đi kiều mấy giọng gác vậy, ba chạc ba lô gọn ghẽ, báo động tại chỗ chờ lãnh anh Quấn. Hắn nói thêm, chắc là đi tắp bi cứu nữa, rồi bò về chỗ cũ. Trên ngọn đồi vô danh, cách làng Như Lệ chưa đầy nửa cây số đường chim bay, nhìn ra hướng Tây Bắc là bờ sông Thạch Hãn. Cả trung đội hai thức dậy trong yên lặng tuyệt đối của bóng đêm. Tháng 11 ở Quảng Trị, đất trời lúc nào cũng se se lạnh và mưa lất phất. Tuy có mặt phong sâu nhưng người thằng Dũng vẫn ướt nhẹp, nhất là từ đầu gối xuống chân. Gần 2 tuần rồi chưa lần được cởi đôi giày bố. Thằng Dũng mới qua 17 tuổi, con trai Huế, lớn lên trong Đà Nẵng. Lúc đầu năm hắn còn lo gạo học bài thi đệ nhị lục cá nguyệt năm lớp 10 ở trường trung học Phan Chu Trinh. Có chút thì giờ nào thì hắn tập tành làm thơ và tán gái, rồi đùng một cái là mùa hè đỏ lửa, và đùng đùng nhiều cái nữa thì cường độ chiến tranh lên quá mức chịu đựng. Dân tản cư từ bên kia đèo Hải Vân tràn vô tị nạn chiến tranh trong thành phố. Ở trường học nào, trên sân chơi và trong lớp học, liều chổng của dân tị nạn bất chợt mọc lên như nấm. Thằng Dũng xếp sách vỡ lại đi theo bạn bè, đi tham gia cứu trợ. Dồn dập theo đó là chuyện đông quân và tổng động viên. Lớp 10 B5 của hắn gần 55 đứa học trò, có khoảng 10 tên giơ tay lên tình nguyện. Cuối tháng 5 năm 1972, hắn âm thầm chọn đi lính nhảy dù. Trong hầm chỉ huy trung đội, Trần Huấn áp ống nghe chặt vào tai nghe lệnh Tường Vi. Hồng Hà thấy hạt đậu cách ba sắp hướng 10 giờ không? Cái đinh nhỏ, lệnh Cửu Long mình phải nhổ trước khi trời sáng. Đem con cái Zulu đến chân hạt đậu, chạy lắm là G2, chờ lệnh tôi. 5/5, 504. Trần Huấn nhận lệnh can đảm như kinh kha trong giọng Huế chay. Huấn, lúc đó mới 23-24 tuổi mà nhìn ra già hơn hầu hết trong trung đội. Đi lính từ trước mậu thân, Huấn đã qua những tháng ngày mốt mùa lệ thủy ở Đắc Tô, Hạ Lào, Hải Lăng, Quảng Trị, nên đôi giày xô và cái nón bo đã thấm màu nắng gió. Huấn ngoài trong túi ba lô gói cà phê bột, nấu nước sôi bằng cục C4 bằng đầu ngón tay, cà phê đen có liền trong 2 phút. Huấn đốt điếu cấp tăng, chợt nghĩ đến em mờ, má hồng thơm mùi hơn con gái thành nội Huế, và mơ có 2 ngày phép. Ở đầu vòng đai trung đội, nên kiểm soát dây ba chạc, 6 trái lựu đạn và 4 băng đạn M16, bi đông nước và 2 khẩu flare, khinh binh số 1 của trung đội. Nên làm việc nhanh nhẹ gọn gàng. Nên về trung đội 2 từ tháng 8, lúc đơn vị đụng nặng với tăng T-54 Bắc Việt ở Động Ông Đô. Nên con nhà Bắc di cư ở Hố Nai Biên Hòa, đi lính có lương là gửi về cho mẹ cho em. Đêm nào trong hố cá nhân, nó cũng lặp đi lặp lại ước mơ đơn giản. Khi nào về hậu cứ, theo tớ về nhà ăn rượu mận. Hố cá nhân cạnh Ninh là Liệu, người xanh nhất trong tổ khinh binh, cũng là người kinh nghiệm nhất, vì nhảy dù là đơn vị thứ hai của hắn. Trước mùa hè đỏ lửa, Liệu làm lính sư đoàn 3, đơn vị tan hàng ở Quảng Trị, thay vì về trình diễn ở Quảng Nam, Liệu về quê ở Trùi cho đã, Trùi đăng vô mũ đỏ. Liệu dáng cao roi và khỏe nhất đám, ngoài ba lô ba chạc, hắn còn mang theo thùng đạn Đại Liên và một khẩu M72, có thằng nào đó trong tổ khinh binh hỏi nửa đùa nửa thật. Ê Liệu, mày có vợ chưa mày? Liệu trừng mắt. Đừng có hỏi nữa ngang chưa? Cái đó là Luân, thằng Luân là dân Sài Gòn chính gốc trong trung đội, nhà ở quận 4, nổi tiếng có dân anh chị dữ dằn nhất.
Luân rành rỗi sống ở đường đó nổi tiếng xì ke, sống ở đường kia có nhiều bò lạc, cũng con nhà nghèo lao động trong thời buổi đông quân. Luân hay nói ghét nhất là mấy thằng lính kiển trong xóm tao, sáng đi chiều về mà lúc nào cũng mặt rằn ri láng cống. Luân cởi mở thân thiện với mọi người trong trung đội, có gì dư thì lúc nào cũng chia ba xẻ bảy, lúc thiếu thì hắn cũng chẳng ngần ngại nhờ vô chĩa đại. Thằng ngớ nhất trong trung đội là Hồ, Hồ ngớ, nó người Bình Định Quy Nhơn. Từ cách ăn mặc đi đứng và nói năng ai cũng nói thằng này ngớ nga ngớ ngẩn, không hiểu sao mà chẳng lọt về gia đình bác Tám sau khi mãn khóa nhảy dù. Hồ thuộc trong tổ Đại Liên, lúc nào cũng đều theo hai thùng đạn M60 nặng trịch. Trần Huấn thương thằng Hồ lắm, đêm nào cũng chia cho nó ca gác nhất, sợ nó gác ca khuya lạng quạng quay mặt vô tuyến mà rỉa là thấy mẹ. Huấn cứ hay nói thằng này đáng ra nó miễn đi lính, ở nhà làm thợ này thợ mộc thì đúng hơn. Hấu cá nhân cuối tuyến là Cổ Quan, cánh tay phải của Trần Huấn, quan hạ sĩ nhất, coi tổ Đại Liên và thành phần trừ bị của trung đội. Quan cao long nhông gần thứ 8 và rất là ít nói. Quan quê ở vùng 4 miệt sông nước Cửu Long. Quan và Huấn thân nhau từ lúc hạ lào, cả hai cùng vào ra bệnh viện Đỗ Vinh 2-3 chuyến. Trong khi trung đội chuẩn bị Zulu ra khỏi tuyến phòng thủ, Huấn mở bản đồ hành quân ra xem lại khoảng cách và cao độ của Tango, điểm táp bi của 202. Từ chân đồi lên tới đỉnh, Tango có dốc cao hơn 20 độ, sau chót đồi của Tango là một lưng ngựa, nhìn qua một hạt đậu khác. Huấn suy nghĩ, kiểu này chắc phải chia 202 thành hai nhánh. Huấn dẫn toán kinh binh làm mũi tên chĩa thẳng vào Tango, quan mang phần còn lại vào tổ Đại Liên bọc phía bên kia truyền lưng ngựa. Huấn nói với thằng mang máy, Dũng, mày gọi quan lại cho tao nói chuyện. Trên đỉnh Tango, trong hố chiến đấu cá nhân hình chữ L, thằng bộ đội mang tên Trần Sĩ Hùng ngồi gác một mình. Nó lạnh rung, chiếc áo mưa rách mấy lỗ che không đủ ấm. Phiên gác của nó từ nửa khuya cho đến 4 giờ sáng, gật gù nhìn bóng tối mênh mông phía trước. Thằng bộ đội non choẹt tính thầm, nó vào năm đã gần 2 tháng, lời nhắc nhở của bu nó còn rõ ràng trong trí nhớ, mày phải không để sống mà về ngang con. Nó cứ nhớ mãi ánh mắt nhìn theo của hai đứa em còn non dại. Đi từ miền Bắc vào Nam, Trần Sĩ Hùng chẳng mang gì theo ngoài một lá thư con nhỏ nhà hàng xóm, tóc cột đuôi gà, màu da trắng và thơm như mùi hoa bưởi. Lá thư đem cho thằng bộ đội chút ấm lòng trong canh gác đầu đông. Tường Vi đốt thêm điếu thuốc. Người đại đội trưởng nhảy dù ngồi chồm hổm hai đầu gối gần chạm hai tay, nhìn chăm chăm tấm bản đồ hành quân, sau Tango lại tới Delta. Lúc này 92 của Tường Quy đi ủi chốt không ngừng, mặc dù chiến trường Quảng Trị lúc này đã bắt đầu giảm bớt đi cường độ đạn bom tàn khốc. Tường Quy nói với Lê B, kêu tụi nó cho tao chút cà phê. Trước khi ngóc đầu ra khỏi hầm chỉ huy nhìn về hướng trời Tây Tây Bắc, còn quá tối, sương đêm hay mưa bụi làm không gian ẩm ướt quá chừng, Tần Quy ngẫm nghĩ. Chắc lúc ghi hai trời cũng bắt đầu hần sáng. Trần Huấn tra dấu cho thằng Dũng tắt máy PRC-25 và ngoắt tay ra lệnh cho trung đội Zulu. Trung đội hai âm thầm rời vị trí, đi đầu là thằng Liệu và tổ khinh binh, kế đến là Trần Huấn và thằng Máy, sau cùng là Quang và tổ Đại Liên. Tất cả di chuyển trong 100% im lặng, nhắm về hướng Tango. Thằng Dũng nghe nhịp tim của nó đập nhanh hơn và miệng môi khô nước miếng. Mặc dù đã hết sức cẩn thận, nó vẫn nghe tiếng chân của nó đạp lên cỏ cây xào xạc. Bên nhì Nguyễn Liệu lẹ làng như con sóc rừng và thính tai như cú đêm, lắc thoát chập chờn. Thỉnh thoảng nó đưa tay trái lên ra dấu cho trung đội ngừng lại, rồi áp mặt xuống đất nghe ngóng. Khi sắp đến Tango, Trần Huấn giang hai tay dài cho trung đội làm hàng ngang bám lấy chân đồi. Dũng mang máy nhẹ nhàng đưa combine PRC-25 cho Trần Huấn. Huấn bóp nhẹ hai lần, giọng lê bê rất nhỏ. 202, 1004. Huấn bóp nhẹ combine một lần trả lời đúng vậy. Tiếng Tường Vi ở bên kia đầu ống nói. Phương Bình, 1001, 202, 1009, 3001. Huấn bóp combine một lần nữa, 5/5, 504, rồi tắt máy. 101 sẵn sàng,
202-1009-3001, trung đội 2 tấn công khi nhận rõ mục tiêu. Trên đỉnh Tango, thằng tổ trưởng bộ đội ngóc đầu ra khỏi hầm chữ A quan sát tuyến phòng thủ. Hắn định bò đi vòng quanh kiểm soát từng vọng gác nhưng không hiểu sao, hắn lại thôi, rồi chui xuống quấn khăn quàng, cổ ngủ tiếp. Bộ đội Trần Sĩ Hùng cũng gật gù trong canh gác phía ngoài phòng tuyến, nhìn phương đông loe láng sáng. Hắn nghĩ thầm, sắp hết canh gác đêm dài, chắc sắp qua được một thoáng bình yên. Trần Huấn vịnh vai quan nói nhỏ, cho trung đội gom ba lô vào một chỗ, cho ba đứa giữ cọc bao nhiêu mang đi tấp. Trung đội chia làm ba cánh, theo thế chân vạc vừa bò vừa quỳ, leo lên sườn đồi. Khi tổ kinh binh của Liệu và Ninh còn cách Tango 15 thước thì Liệu ra dấu là trên đồi Tango có chốt bộ đội. Theo kế hoạch của Trần Huấn, tổ kinh binh Liệu Ninh là nỗ lực chính, bên phải là tổ chỉ huy trung đội, tổ đại liên và thành phần còn lại theo quan thủ sườn cực phải. Tường Vi và người sĩ quan tiền sát viên đại đội đứng thẳng người nhìn về hướng Tango, trời sắp sáng, mưa bụi vẫn còn bay. Cạnh đó Lê Bê quỳ thẳng người, áp combine PRC-25 vào tay trái. Bỗng nhiên từ hướng Tango có mấy tiếng nổ bụp bụp bùm bùm của lựu đạn tung vào hầm chiến đấu và phòng tuyến. Tiếp theo đó là tiếng của tràn M16 và AK lẫn lộn, và thêm nữa là ánh lửa xanh lè của B-40 bật lên trong bóng tối. Tần Vi nói với tiền sát viên, anh coi chỗ nào có tiếng đề ba của tụi nó thì kêu gà cầu mình gõ vào đó cho tôi. Người tiền sát pháo bên nhanh nhẹn, xong rồi đích thân. Trước đó 30 giây trên sườn đồi Tango, Trần Huấn tra dấu cho trung đội bắt đầu tấp chốt. Năm cánh tay vung lên thảy M26 vào hầm bộ đội. Huấn hô lớn, xung phong, và siết cò khẩu M16. Thằng Dũng mang PRC-25 lâm khâm chạy theo người trung đội trưởng, cố giữ cách khoảng cho đừng bị dính chùm. Thoáng chốc nó nghe rõ tiếng thằng Liệu la lớn, mẹ vô tay lên. Khi nghe mấy tiếng ầm ầm lựu đạn ném vào phòng tuyến, Trần Sĩ Hùng vùng dậy mở mắt bừng ra, chưa kịp chụp lấy khẩu AK-47 thì có một mũi M16 dí thẳng vào trán hắn. Một tên ngụy áo rằn ri giọng miền Trung đặc sệt, mẹ giơ tay lên. Thằng bộ đội non trẹt chết điếng sợ quá đưa hai tay thẳng lên trời. Bên trong phòng tuyến Tango, thằng bộ đội thủ trưởng ngồi bật dậy khi nghe tiếng chân người ngoài phòng tuyến hay tiếng nổ lớn dữ dội. Người bộ đội nằm xuống ấp mặt trong lòng đất đỏ núi đồi Quảng Trị. Trần Huấn xách cổ Trần Sĩ Hùng giao cho thằng Dũng, coi chừng nó lạng quặng bắn bỏ cho tao. Huấn lên máy PRC-25. 504-202-202-3001. Trung đội đang thanh toán mục tiêu. Nói xong Huấn giọt ra ngoài. Chiến trường kết thúc sau chưa đầy 5 phút. Một nửa tổ bộ đội tháo bỏ chạy về hướng bờ sông Thạch Hãn. Hai đầu hàng và ba sinh bắc tử nam. Khi trời sáng hẳn thì thằng Dũng mới nhìn thấy rõ mặt Trần Sĩ Hùng. Khuôn mặt trẻ tái mét vì thiếu ánh nắng. Mẹ, nó còn non hơn cả mình nhiều. Thằng Dũng nhủ thầm, thằng này chắc mới 15-16. Người tù binh Bắc Việt ngồi cạnh người lính nhảy dù, không bịt mắt, không trói chân tay run run và muốn hỏi đây là giấc mơ hay là sự thật. Một lúc yên lặng, thằng bộ đội nói nhỏ, lạnh quá anh ơi, anh có thuốc lá cho em xin điếu. Thằng Dũng giả bộ làm ngơ mà nó cũng thấy lạnh và cần một điếu thuốc thật. Rút trong túi áo gói thuốc lá gói trong bao ni lông gạo sấy, móc ra một điếu bật lửa hút. Thằng bộ đội nhìn thằng lính nhảy dù có vẻ hèn từ trước mặt, rồi bỗng nói, thôi anh lấy súng của em rồi anh tha cho em đi đi nha. Em chỉ cần bơi qua sông Ba Lòng là em về tới nhà em có người yêu da trắng và thơm như hoa bưởi. Thấy vẻ ngây thơ của thằng bộ đội, thằng Dũng chợt có lòng thương hại, đưa điếu thuốc đang hút dở cho thằng tù binh. Nó nói, thôi đừng có lộn xộn nghe mày. Trần Sĩ Hùng hút lia lịa, điếu thuốc cháy tận đầu ngón tay. Thằng bộ đội nói với thằng lính dù, thuốc thông quá anh, mình hút điếu nữa đi anh. Tango yên lặng khi trời sáng hẳn, quan chạy xuống chân đồi hướng dẫn tổ yểm trợ mang ba lô trung đội lên vị trí mới của trung đội. Trần Huấn lên máy nói với Tường Vi, Tango xong rồi, 504-7001, hoàn toàn vô sự, có hai khách không mời. Tường Vi có vẻ vui mừng, hey, ngon quá 202, có con cái của Châu Bá Thông hướng về anh đó. Khi toán tiếp tế của đại đội đến Tango thì Trần Sĩ Hồng còn năn nỉ với Trần Huấn, các anh tha cho em về, kẻo bu em mong em lắm. Trần Huấn nhìn thằng bộ đội tội nghiệp,
Ây, còn sống là còn về đó mày ơi. Trần Sĩ Hùng bình an rời Tango, không ai trói tay chân nó. Nhìn màu áo kaki Nam Định có nó lẫn trong màu áo hoa dù đi xa dần trong tầm mắt, thằng Dũng nói thầm trong bụng: thằng bộ đội ơi, tao chúc mày may mắn. Tác giả Trung Hậu.